Hoài Linh sinh năm 1969 và là một nghệ sĩ đa tài khi hoạt động với nhiều vai trò như diễn viên, danh hài, MC, nhạc sĩ. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú với những đóng góp đáng ghi nhận cho nghệ thuật nước nhà. Vẫn giữ sức hút đến tuổi sau 30 năm làm nghề, song Hoài Linh lại là người khá kín tiếng đời tư trong suốt chặng đường phát triển sự nghiệp. Rất ít khi chia sẻ những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng có hai cuộc tình của anh được chính đồng nghiệp tiết lộ. Đám cưới có nhiều nghệ sĩ tham gia, nhưng ít khán giả biết đến. Trong một cuộc video gọi cho bố ở bên Mỹ từ nhiều năm trước, ca sĩ Du Triều Vũ, em ruột Hoài Linh, vô tình để lộ bức ảnh cưới của anh trai được treo ở trong nhà. Đến năm 2016, tấm ảnh cưới rõ ràng của nam nghệ sĩ 6X được chính MC Kỳ Duyên chia sẻ. Nam danh hài kết hôn với người vợ đầu tiên tên Thanh Hương, quê Bến Tre vào năm 1996. Cả hai bén duyên từ khi Hoài Linh chưa nổi tiếng và hay đến quán karaoke mà bà xã làm việc để hát. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, Hoài Linh được đích thân nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu đứng ra làm chủ hôn. Anh cũng mời rất nhiều nghệ sĩ đình đám như danh ca Thanh Tuyền, cố nghệ sĩ Chí Tài đến chung vui. Khi xuất hiện trước quan khách, vợ của Hoài Linh được khen ngợi xinh như hoa hậu và cũng tạo được thiện cảm bởi sự hiền lành, gần gũi. Tuy nhiên, vì hạn chế của phương tiện truyền thông thời điểm đó nên rất ít khán giả biết đến sự kiện này. Sau gần một năm kết hôn, Hoài Linh bảo lãnh cho Thanh Hương sang Mỹ. Không hoạt động nghệ thuật giống chồng, nhưng cô tạo mọi điều kiện để ông xã được duy trì và phát triển đam mê. Một lần hiếm hoi nhắc về Thanh Hương, Hoài Linh thừa nhận vợ đã hy sinh cho anh rất nhiều và bỏ ngoài tai nhiều lời đồn thổi. Hoài Linh từng chia sẻ, vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy có sự thông cảm lớn với chồng. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa. Vợ tôi quán xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để được gần nhau dù phải làm lại từ đầu. Trong cuộc sống gia đình, cứ thương nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió. Tôi may mắn có đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng. Trên sân khấu, khán giả thường ấn tượng với những màn giả gái của Hoài Linh, có khi là bà già đanh đá, chua ngoa, khi lại là cô gái đi thi hoa hậu. Nhưng như Hoài Linh chia sẻ, anh thường mặc quần áo của vợ đi biểu diễn. Ngay từ khi bắt đầu đóng vai nữ, tôi thường mặc quần áo của vợ đi biểu diễn. Vợ tôi quá quen với điều này và hiểu công việc của chồng. Thi thoảng cô ấy động viên tôi bằng những câu khen đẹp, khen giống phụ nữ hay góp ý chuyện áo ngắn, áo dài chứ không can thiệp nhiều. Bản thân tôi cũng không lấy vợ ra làm hình mẫu cho vai diễn của mình, vì cô ấy là người ít nói, mà những vai diễn của tôi lại toàn người nói nhiều. Vợ tôi sống đơn giản, ít trang điểm, nên không thể giúp tôi trong lĩnh vực hóa trang. Tôi trang điểm còn giỏi hơn cô ấy. Nhưng tất cả những câu chuyện đó chỉ là chuyện để kể, anh chia sẻ. Tôi là một người không cô đơn nhưng đầy cô độc, xung quanh khi có rất nhiều người, nhưng lại chẳng có ai để tâm sự, gửi gắm được những nỗi lòng của mình. Đã là diễn viên, thì diễn bi hay hài đều bạc. Cười đó rồi khóc đó, tâm lý không ổn định, cảm xúc cứ bấp bênh. Người diễn viên hài trải lòng với khán giả bằng tiếng cười, còn nỗi buồn phải giữ lại, ép lại. Cái hài không giải tỏa được nỗi buồn mà cứ ấp ủ hoài nên nặng nề đầu óc, thành ra trầm cảm, lặng đi, lừ đừ và càng thấm đậm cái buồn. Khi tôi yêu thì yêu hết lòng và không chừa lại gì cho mình. Nhiều người sanh điệu mỗi khi nói về trải nghiệm tình trường vẫn hay nói, hãy dành lại cho mình 50%, đừng trao hết để rồi đau khổ. Tôi thì không phải vậy, đã yêu thì phải yêu hết mình, đốt cháy tim mình trong tình yêu để mình cảm nhận cuộc sống này có một người làm cho tim mình rung lên theo từng cung bậc. Tôi lãng mạn nhưng phục vụ cho sự hài hước, yêu nhưng không bi lụy để gần gũi với bối cảnh sống hàng ngày của con người đương đại. Dù có con chung và từng rất hạnh phúc, song cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 14 năm rồi đường ai nấy đi không rõ nguyên nhân. Sau này, Dương Triệu Vũ bật mí thêm, chị dâu cũ đã có tổ ấm mới nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình anh. Cuộc tình trong bóng tối của Hoài Linh. Năm 2017, ca sĩ Hà My từng tham gia chương trình Tình Bolero Hoàng Ca. Ở đêm thi mang chủ đề Gửi Người Tình Cũ, cô khiến nhiều người xúc động với phần biểu diễn ca khúc Chuyện Tình Không Dĩ Vãng. Sau tiết mục này, giám khảo Thanh Hằng đã vô tình công khai chuyện danh hài Hoài Linh từng yêu Hà My. Dòng ca sinh năm 1978 và cũng là cháu ruột của danh ca Thái Châu cũng thừa nhận nghệ sĩ gốc Khánh Hòa là tình đầu, cũng là mối tình cô khắc cốt ghi tâm. Cụ thể Hà My chia sẻ rằng Hoài Linh từng thương thông cô từ thời anh chưa nổi tiếng. Khi sang Mỹ phát triển sự nghiệp và có những thành công nhất định, anh mới trở về nước và bày tỏ tình cảm. Mến mộ nhau về cả tính cách và tài năng, cả hai bén duyên sau nhiều lần tiếp xúc. Tuy nhiên, cuộc tình này sâu đậm được 2 năm rồi tan vỡ. Hà My cũng không ngại chia sẻ việc Hoài Linh đến với cô khi đã lập gia đình. Bị nghi là người thứ ba xen vào tổ ấm của đàn anh, cô từng trả lời rằng, anh Linh chủ động về tìm tôi nghĩ có lẽ thời điểm đó, cuộc sống hôn nhân của anh xảy ra vấn đề. Có cái gì đó thì anh mới trở về tìm tôi, chứ không phải tôi là một người biết người ta đang hạnh phúc mà đi giật chồng. Tôi tối kỵ điều đó, đạo đức một con người không cho phép mình làm như vậy. Tôi biết mỗi người mỗi ý, nhưng với cá nhân tôi, nếu như tôi biết đó là một cặp vợ chồng hạnh phúc, thì tôi không bao giờ nghĩ đến tình cảm này, phá vỡ hạnh phúc của người khác là mất đạo đức.
Sau đó cũng thông qua chương trình tình Bolero Hoàng Ca, Hoài Linh đã gửi lời nhắn nhủ và động viên tinh thần Hà My khi biết cô ấy có cuộc sống khó khăn. Bí mật ít ai biết vì sao Hoài Linh thích giả gái. Hoài Linh không thích, lúc đầu thực sự không muốn đóng giả gái vì kịch bản yêu cầu, thế là anh làm thử, ai dè được khán giả ủng hộ quá chừng, vậy là tới luôn bắt tay. Đàn ông đóng vai phụ nữ hoặc giả gái rất dễ gây phản cảm, nhưng nhờ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nên khi ăn mặc trang phục phụ nữ vào, thêm hóa trang, thêm tóc tai thì tức anh trở thành phụ nữ ngon lành. May mà các vai phụ nữ của Hoài Linh rất mảnh mai chứ không thô nên người xem dễ dàng chấp nhận. Hoài Linh có một quan niệm rất hay khi đóng những vai giả gái, vai nam giả gái và vai phụ nữ thật, đó là phải hóa trang cho thật đẹp vì phụ nữ trời sinh ra vốn đẹp. Song cái đẹp trong hóa trang của anh không hầm bà lằng và đúng người, đúng vai. Một bà chanh chua thì không thể mướt như một cô em gái kỳ thi hoa hậu, một phụ nữ đa đoan thì không thể sắc sảo như một mình phụ phu nhân. Hoài Linh từng tiết lộ, phần lớn những vai nữ trên sân khấu của anh đều được mô phỏng từ hình ảnh của cha mẹ, của bà nội và bà ngoại anh. Có lẽ vì thái độ làm việc rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm như thế, nên gần như tất cả những lần anh và gái đều lấy được tiếng cười của khán giả, đều được khán giả yêu thích. Khó có nghệ sĩ hài nào mà có thể diễn như không diễn, vô cùng duyên dáng, tự nhiên, cùng biểu cảm có hồn như Hoài Linh. Anh đã thành công khi truyền tải vai diễn, chủ đề của câu chuyện một cách dễ dàng đến với người xem, người nghe. Danh hài trở thành gương mặt được yêu mến không chỉ trên sân khấu, trên truyền hình mà còn cả ngoài đời thực. Hoài Linh đã mở nhiều live show thu hút đông người xem như Bí mật bực mí bị mất, Chàng khờ và kẻ lưu manh, Đời bạc lắm, Kệ cười trước đã. Không chỉ diễn giỏi, nam danh hài còn có thể hát cải lương, dân ca Nam Bộ, Bolero, thậm chí nhạc trẻ đều ổn. Nam nghệ sĩ còn được yêu thích khi trở thành giám khảo của nhiều chương trình nổi tiếng như Người bí ẩn, Ơn rơi cậu đây rồi, Gương mặt thân quen. Ngoài làm diễn viên, giám khảo, Hoài Linh còn đồng sáng lập công ty Đại Cô Việt và quán ăn Tiểu Nhị Mia. Mới đây vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, Hoài Linh mở live show Phù Thổ và Tám Nàng Tiên biểu diễn tại câu lạc bộ Lan Anh với sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ như Khởi My, Lê Dương Bảo Lâm, đặc biệt còn có sự góp mặt của con trai nuôi Hoài Lâm. Cuộc sống bình dị của nghệ sĩ Hoài Linh. Không cầu kỳ chăm chút, màu mè về thời trang, phong cách ăn mặc, Hoài Linh để lại ấn tượng trong công chúng không chỉ về tài năng của mình mà còn về lối sống vô cùng giản dị suốt 3 năm qua. Nghệ sĩ Hoài Linh đã tự tay bỏ ra 100 tỷ đồng cho việc xây dựng nhà thờ tổ tại quận 9. Tuy trong lúc xây dựng có gặp phải vấn đề pháp lý, nhưng đến ngày 11 tháng 9 năm 2016, danh hài đã khánh thành nhà thờ tổ nghề thành công. Từ đó, mọi nghệ sĩ đều có dịp ghé về đây dâng hương và tham quan, nam danh hài cũng dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc nơi này. Dù không qua một trường lớp đào tạo, nhưng chính lối diễn tự nhiên, mộc mạc, gần gũi, luôn biết cách biến hóa muôn hình vạn trạng trong từng vai diễn, nhạy bén và khôn khéo với từng tình huống khó, thậm chí là bất ngờ xảy ra, đã giúp danh hài Hoài Linh trở thành một nghệ sĩ được nhiều người nể phục.